Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị được diễn tả qua những giọng hát như là ban hợp ca Bremen vừa đến với chúng ta. Nhưng Trúc Sơn cũng có thể diễn tả bằng những vũ điệu mà sau đây các em bé Bremen sẽ gửi đến với chúng ta trong nhạc phẩm Trúc Sơn. Sehr verehrte Damen und Herren, neuer Glückwünsche werden nicht nur durch den Inhalt eines Liedes zum Ausdruck gebracht, wie der Chor von Bremen-Grad uns präsentiert hatten. Gleich werden Sie Glückwünsche des Neujahrs durch einen Tanz der Kindergruppe von Bremen zu sehen bekommen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Cháu sang nhầm lại đây tay sai và kính chúc những người sẽ gặp lành tay xa đường như lộc thần tết nay tết đến đoàn tụ cùng hát bên bếp hồng và lời bánh trưng xanh chờ sẽ ngày sai kính đến đây đời các con người người đi hái lộc ngàn là làm đẹp xanh đến trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa chuông tiếng trong sân đông dân về đây xin đầy phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà cánh mai vàng cành đào hồng thắm tươi chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa và kính chúc người người sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết này Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân và sang phố người người đi hái lộc đêm xinh đến trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tiếng trong xuân long phượng về đây sum vầy phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang bình an bên nhau mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà cánh mai vàng cành đào hồng thắm tươi cụ già được sống lâu mà sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa và kính chúc người người sẽ gặp lành ta sao được nhiều lộc năm Tết nay Tết đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân ghé qua kính yên nơi nơi có bao người người đi hái lộc đêm xinh đến trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tiếng trong xuân nhạc phong về đây xuân bày sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa và kính chúc người sẽ gặp lành tay sao được như lộc hơn Tết này Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nơi bánh trưng xanh chờ sẽ ngàn sai
nói đến bé Trung thì ta không quên được nhạc phẩm đầu tiên bà tôi mà bé Trung đã đến với bằng nghệ Tết, Raymond, với phần biểu diễn của cô chị. Một giọng ca tuy còn non nhưng có chút phần điêu luyện và đam mê ca nhạc. Năm nay bé Trung lại đến với chúng ta với nhạc phẩm mang tựa Und wenn ein Lied. Trung kam vor drei Jahren das erste Mal auf die Bühne von Bremen zum Neujahrfest. Die Leidenschaft für das Singen hat seither nicht verloren. Letztes Jahr war Trung nochmal hier in Bremen und wird heute nun wieder auf die Bühne kommen mit dem deutschen Titel Und wenn ein Lied. Begrüßen Sie mit mir den jungen Sänger Trung. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt, dann nur an einem Bitte.
mấy chiếc áo, chiếc áo dài và chiếc nón bài thơ thật tình tứ lãng mạn, khiến ta cứ phải ở trong trạng thái đang yêu và muốn được yêu. Sehr verehrte Damen und Herren, Huế war die Kaiserstadt in Việt Nam. Hör dich an dem Fluss mit dem Namen Fluss des Duftes. An diesem Ort sind viele Liebesgeschichten geschrieben worden. Wenn man von Höhe spricht, stellen sich viele Menschen Romantik vor. Man befindet sich in der Phase der Verliebtheit und möchte dieser Zeit nicht vergessen. Als nächstes möchte ich Ihnen einen Tanz vorstellen, das von der Stadt Höhe handelt. Thank you.
người Việt ở Bremen ai cũng hãnh diện còn tổ chức được cái Tết Nguyên Đán cho con em biết cội nguồn của mình ở đâu. Vũ khúc kế tiếp với tựa đề Hát về cội nguồn phải thích hợp diễn tả nỗi niềm của những người sống xa quê hương. Als Vietnamese, die im Ausland leben, ist es für uns ganz wichtig, unseren Kindern zu vermitteln, welche Herkunft wir haben. Der nächste Beitrag handelt von einem Lied, das über den Ursprung und somit über die Herkunft geschrieben wurde. Begrüßen Sie mit mir die Tanzgruppe aus Bremen. Mọi người như trời cao mãi.
sương chiến tranh, giờ đây sống reo vui bờ thái bình. Người Việt yêu nghĩa nhân, núi hòa bình nuôi sức dân, lướt qua tháng năm đau thương phù vân. Thương chiếc áo dài xinh, ôm hồn của em khiết tinh, đẹp như sáng quê hương này. Quê hương thiên tha, sơn hà dệt nên gấm hoa, ánh dương thắm tương lai đang chờ ta. Yêu thương hương đàn con, miền xa ngóng trông hoài đường, mẹ ra kết tay ân tình, mong người về đây chung mãi gia đình. Bao dung mẹ Việt Nam, ngàn năm dưỡng nuôi đàn con, dù cho Tradition Südvietnams. Man müsste fast nur aus dem Süden stammen, um die passende Stimme für diese Gesangtechnik zu beherrschen. Begrüßen Sie mit mir Frau Hồng Yến mit dem nächsten Beitrag, Giọng cổ tình xuân. Mây trời
sông Khúc Mắc Quan Queo ở dưới miền đồng bằng sông Cửu Long.
Sau đây các em thiếu nhi Bremen sẽ đến với chúng ta qua vũ khúc Lý Quả Kêu. Lý Quả Kêu, eine spezielle Melodie aus dem Süden von Vietnam. Die Kindertanzgruppe von Bremen lädt uns ein, mit ihnen einen kleinen Ausflug nach Südvietnam mitzukommen. Also seien Sie bereit, packen Sie Ihren Rucksack. Thank you.
Sultan Lua Lai Dashtana. Kính thưa quý vị, cho dù các em có được sinh trưởng và lớn lên tại hải ngoại, nhưng ngày nào cha mẹ các em còn nói tiếng Việt với các em, còn cho các em đi tập múa, còn dẫn các em tới hồn quà của người Việt, thì ngày ấy đất Việt sẽ vọng ngàn đời trong ký ức của người Việt Nam. Người Việt Nam da vàng mũ đẹp, cho dù quê hương chính của họ là hải ngoại đi nữa, phú khúc đất Việt tiếng vọng ngàn đời sẽ được đội múa thanh niên Raymond trình bày. Sehr verehrte Damen und Herren, Việt Nam, ein Echo für Tausende von Jahren, heißt der nächste Titel der Tanzbeilage. Auch wenn Deutschland für uns, vor allem für alle hier geborenen Kinder, die richtige Heimat geworden ist, pflegen wir den Kindern zu